quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Tình trường của Hoa hậu vướng ồn ào bán dâm 30.000 đô cướp người yêu Diễm My hẹn hò với sao câu lạc bộ Chelsea. Dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật, nhưng Hoa hậu CN từng hẹn hò với khá nhiều cái tên nổi tiếng. Vào thời điểm năm 2018, có khá nhiều tin đồn bàn tán về việc CN và rapper Bin bí mật hẹn hò. Chưa kể cả hai còn liên tục bị khui ra loạt bằng chứng tình tứ cho thấy từng có thời gian quan hệ tình cảm với nhau. Song từ thời điểm đó và đến hiện tại, cặp đôi này chưa từng lên tiếng trước tin đồn. CN và rapper đình đám Bin từng nhiều lần lộ ảnh tình tứ bên nhau khiến dân mạng chú ý. Tin đồn hẹn hò của cả hai rộ lên vào năm 2018, hiện tại Bin đang vướng nghi vấn tình cảm với Châu Bùi. Sau chuyện tình với rapper Bin, CN cũng từng vướng phải loạt ồn ào nghi vấn cướp người yêu của đàn chị Diễm My 9X. Theo đó, vào giai đoạn giữa năm 2019, mạng xã hội Việt rộ lên thông tin CN hẹn hò với bạn trai doanh nhân của Diễm My 9X khi cả hai liên tục tương tác trên mạng xã hội. Đáng nói là thời điểm ấy, Diễm My 9X và bạn trai cũng vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. CN và bạn trai doanh nhân của Diễm My 9X từng vướng nghi vấn hẹn hò. Cô từng nhận rất nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng khi cố tình đăng tải ngầm ảnh xác nhận hẹn hò với bạn trai doanh nhân của Diễm My 9X. Tuy nhiên, đứng trước vấn đề cướp người yêu nhạy cảm này, Diễm My 9X và bạn trai hay cả CN đều không lên tiếng giải đáp. Theo thời gian, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng và hiện tại Diễm My cùng bạn trai doanh nhân đã hàn gắn lại tình cảm sau những ồn ào nghi vấn tan vỡ. Vào mùa hè năm 2019, cư dân mạng được một fan sụp sôi trước hình ảnh đầy tình tứ của hoa hậu CN và Ross Parkey, một tiền vệ ngôi sao của câu lạc bộ Chelsea, tuyển thủ Anh. Hiện được trang Transfermarkt định giá 30 triệu bảng, sắp xỉ 900 tỷ Việt Nam đồng. Được biết, khi còn hẹn hò, cô nàng hot girl người Việt thường xuyên bay tới châu Âu để thăm bạn trai. CN sinh năm 1997, cô được biết đến nhiều hơn khi giành vương miện, danh hiệu Hoa hậu tại Úc năm 2015. CN được biết đến là người có học thức tài giỏi, khi từng thi đỗ vào trường đại học top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Australia. Tại Việt Nam, cô nổi tiếng với biệt danh Hoa hậu Rikki. Cô thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh sang chảnh bên những món đồ cao cấp bậc nhất. Tuy là người đẹp trong showbiz, nhưng trong một bài phỏng vấn, CN lại tả về cuộc sống của mình vô cùng ngoan hiền. Thị phi scandal và điều tiếng có phần trội hơn những điều đóng góp cống hiến tích cực. Tuy nhiên, tôi mong là showbiz ngày càng có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa có giá trị nghệ thuật hơn. Tôi vẫn giữ thói quen luôn về nhà trước 10 giờ đêm và hạn chế đi bar, club nếu không phải là trong khuôn khổ sự kiện. Sở dĩ tôi nói vậy vì khi tôi xem báo online thấy nhiều tin thị phi giật gân hơn, trong khi các sự kiện hoạt động CN tham gia thì đều có những giá trị văn hóa nghệ thuật nhưng chưa được đề cập thông tin. Có lẽ do tôi vẫn là người mới nên chưa quen lắm với showbiz lẫn truyền thông Việt Nam. Mới đây nhất, cô bất ngờ trở thành nghi vấn về vụ hoa hậu bán dâm với giá 30.000 đô. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ việc, nàng hậu đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân về việc không có mặt thành phố Hồ Chí Minh vì một số công việc cá nhân. Hiện tại, người hâm mộ của CN vẫn đang vô cùng lo lắng khi cô nàng vẫn im lặng trước những thị phi từ trên trời rơi xuống.